Các bạn thân mến Sau nhiều tháng này xa cách Thì cuối cùng Việt Long cũng gặp được Ngân Không gì có thể diễn tả hết được Những cảm xúc ấy Đến trụ Ngân Việt Long cũng tranh thủ ra viện thăm anh San Đang nằm điều trị Anh San rất vui mừng và xúc động Khi gặp Việt Long Ngân đã tâm sự rất nhiều với bạn trai Về cuộc đời của mình Cuộc đời cô đã từng có những khoảng tối Và Việt Long chính là ánh sáng Phía cuối đường hầm Việt Long góp ý với Ngân về việc cô nên tỏ rõ sự chối từ với những người con trai khác đang tán tỉnh cô. Sau đó, Việt Long dẫn Ngân về ra mắt cơ quan và Việt Long cũng muốn Ngân báo cáo cơ quan về mối quan hệ tình cảm của hai người. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Mời các bạn cùng nghe phần tiếp nhật ký chiến trường bê chọc của nhà văn Phạm Việt Long qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Tối 23, 24 tháng 9 năm 1973 Thứ Bảy, Chủ Nhật Sang với Ngân Ở bên em để rồi tạm biệt Sẽ di chuyển đến chỗ mới Còn Ngân vẫn ở chỗ cũ Sống với nhau những giây phút thiết tha nồng cháy Không khỏi băn khoăn khi biết rằng Ngân gặp những trở ngại khi yêu tôi trở ngại lớn nhất là anh bí thư tri bộ đơn vị ngân công tác anh ấy lớn tuổi hơn tôi đã có vợ con nhưng vợ đã chết anh ấy tấn công ngân nhưng không được bèn gây khó khăn đối với ngân trong công tác phấn đấu mặc dù làm việc đầy trách nhiệm ngân vẫn chưa được đưa vào diện đối tượng kết nạp đảng thư gửi ngân ngày 25 tháng 9 năm 1973. Thúy Ngân thương yêu của anh ơi, chỉ còn hai ngày nữa thôi, anh sẽ tạm biệt mảnh đất đã nuôi dưỡng biết bao tình cảm yêu thương của chúng ta. Anh sẽ xa em, để rồi sẽ mang nặng trong lòng mình niềm thương nỗi nhớ em ra giết. Những ngày ngắn ngủi gần gũi em đã để lại cho anh biết bao kỷ niệm êm đềm và ấm áp chắc rằng trên đời này không có ai yêu thương em như anh chắc rằng trên đời này không có ai yêu thương anh như em ôi em đã yêu chiều anh biết bao em đã cho anh đắm mình trong một biển sóng yêu thương sống trong biển sóng ấy anh vừa thấy đắm say ngây ngất vừa thấy tỉnh táo sáng suốt anh đã làm tất cả những gì mà một người con trai có thể làm đối với người yêu làm bằng một tình cảm rất cuồng nhiệt cuồng nhiệt tới mức có thể làm em phát sợ lên nhưng em thân yêu của anh ạ à, chỉ đến mức ấy thôi chưa bao giờ anh có ý định vượt qua cái mức ấy ngay cả trong lúc anh gần gũi em nhất bởi vì anh muốn giữ cho tình yêu của chúng ta thật trong sáng thật đẹp đẽ để cho ngày cưới của chúng ta sẽ là ngày huy hoàng nhất của hạnh phúc lứa đôi là ngày cả hai anh em đều bước vào bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời riêng tư chắc em cũng mong muốn như thế em yêu thương vô bờ bến của anh có phải chăng trong khi yêu anh và xa anh em vẫn mang trong lòng một nỗi lo sợ dai dứt chắc rằng em đã lường đến những khó khăn sẽ đến với em đúng vậy em mà trên đường đi đến hạnh phúc toàn vẹn của chúng ta còn nhiều khó khăn lắm nhất là đối với em giá như anh ở bên em anh sẽ cùng em suy nghĩ hợp sức lại để vượt qua nó tiếc rằng anh lại đi xa nhưng em đừng vì thế mà cảm thấy bị cô độc nhé quanh em còn có nhiều người tốt có thể giúp đỡ em chỉ cần em biết tin mến họ tranh thủ được tình cảm của họ em ơi nếu như sắp tới em có gặp điều gì buồn thì em hãy đừng quá bi quan em hãy nghĩ rằng đó là điều phải đến và rồi sẽ phải đi em tin rằng anh vẫn luôn luôn theo dõi giúp đỡ em đem hết khả năng của anh để tạo điều kiện tốt nhất cho em đi lên trong cuộc đời em vô vàn yêu thương của anh hãy nghĩ rằng bây giờ em sống không phải chỉ vì em mà còn vì anh nữa cuộc sống của em là nguồn sống của anh bởi vậy trong bất kỳ hoàn cảnh nào em cũng nên sáng suốt đừng bi lụy hoặc làm liều khó khăn sẽ đến rồi khó khăn sẽ qua và sau đó là hạnh phúc chúng ta đã vượt qua một phần khó khăn rồi chúng ta sẽ vượt qua phần khó khăn còn lại rồi chúng ta sẽ đi đến hạnh phúc toàn vẹn em cứ tin rằng rồi cuộc đời em sẽ sáng sủa hạnh phúc đó là sự thật không một kẻ xấu xa nào có thể phủ nhận sự thật ấy em hãy tin vào anh tin vào những người tốt tin vào cuộc đời, tin vào tương lai tươi sáng của em. Thật kỳ lạ là tình yêu của con người. Bước vào rồi, anh mới hiểu rằng đó là mảnh đất đầy hoa thơm quả ngọt, xong cũng đầy gai góc rác rưởi. Muốn hái hoa và ăn quả thì chúng ta phải quét rác, nhặt gai đi. Cho nên khi yêu rồi, gặp khó khăn thì chỉ còn có cách vượt qua nó thôi đừng vì sợ khó khăn mà sợ tình yêu đừng vì gặp khó khăn mà quay ra oán trách tình yêu không một tình yêu chân chính không bao giờ có lỗi cả không bao giờ đáng trách cả chỉ những người ngăn cản nó muốn phá vỡ nó thì mới có lỗi và đáng trách anh nghĩ chắc rằng trên đời này không có một đôi lứa nào xây dựng hạnh phúc lại không gặp khó khăn cho nên, việc chúng ta gặp khó khăn là lẽ thường tình. Chúng ta cứ thản nhiên bước qua nó em nhé. Em yêu thương duy nhất của anh. Trong giấc ngủ trưa nay, anh nằm mơ thấy anh và em đang ở nhà thì bố mẹ vào. Anh ôm lấy mẹ mà khóc. Sau đó thì mẹ nói với anh rằng mẹ đã biết hết chuyện của chúng ta, mẹ gọi em là con ấy cả nhà đều cười sung sướng thế rồi anh chợt tỉnh tiếc ngẩn tiếc ngơ anh lại nhớ bố mẹ vô vàn anh lại nhớ em vô cùng đến sẩm tối hôm nay anh đem chiếc áo của em ra mặc thử thế mà anh mặc chật để em ạ à. rồi anh nằm trên võng ôm ấp chiếc áo ấy hít hơi thơm của chiếc áo ấy và tưởng rằng đang ở bên em đêm nay anh sẽ đắp chiếc áo ấy mà ngủ chiếc áo ấy sẽ ủ ấm cho anh bởi vì nó là chiếc áo của em đem theo hơi thơm và ấm của em còn có bao điều muốn nói với em mà anh không thể nói hết được anh mong muốn rằng em khỏe vui luôn tiến về phía trước của cuộc đời anh luôn luôn ở bên em gửi tặng em mấy tấm ảnh anh chụp trong những ngày sắp xa em tạm biệt tạm biệt và hẹn ngày gặp lại hôn em nhiều như biển sóng mênh mông anh duy nhất của riêng em tái bút em cố gắng học hết chương trình văn hóa nhé nếu kiểm tra lấy giấy chứng nhận được thì tốt ngày 28 tháng 9 năm 1973, lên đường đi chỗ mới, vùng sông Trà Nô, tạm biệt Trà Bi, nơi đã sống những ngày êm đẹp của tình yêu, tạm biệt em thân yêu, bao giờ gặp lại. Thư của Ngân Ngày 14 tháng 10 năm 1973 Anh Long của em kể từ ngày tạm biệt xa anh, 23 tháng 9 năm 1973. Từ đấy em mang gạo Bình Sơn đến 31 tháng 9 năm 1973 thì em mới về. Anh đi trộm mới anh ạ. Đi đường em đã có ý định là về tới nhà em sẽ biên thư cho anh thật dài. Thế mà không đạt yêu cầu ngày 1 tháng 10 năm 1973, em về ở nhà một ngày, xong bận việc, đến chiều cơ quan liên hoan đông lắm, gần 70 người cả khách. Tuy thế, xong em vẫn cảm thấy thiếu buồn vì vắng anh. Tối đến họp cơ quan đến 9 giờ 30, mà sáng mai đệ lại phải đi xa, nên em nói chuyện với đệ. Thế thì không biên thư cho anh được. Chắc để đến nơi anh mong thư của em lắm thì phải. Ngay sáng ngày 2 tháng 10 năm 1973, em phải đi ngay vì có người cơ quan ốm nằm dưới kho. Chiều mùng 2 tháng 10 năm 1973, em đến khỏi đèo Ba Hương. Ở lại đấy đến khoảng 4 năm ngày thì bị lụt. Ngoài trời mưa gió tầm tã, một màu đen buồn bã thê lương. Lại nhớ khoảng cách đây tháng 10 năm ngoái, hình ảnh của anh phản phất vào trái tim em. Tưởng đâu mùa mưa này em lại sưởi ấm trái tim anh, nhưng lại nằm tại đây 11 ngày, là 11 ngày đêm nhớ anh. Xong trận mưa bão đấy, em lại chuẩn bị đồ đạc về cơ quan, thì lại mắc sông trường không về được. Phải nằm lại ba ngày hai đêm đúng vào chiều thứ bảy em lại bơi sông về đến nhà mà lại tin nữa là anh nam sơn đi họp ngoài ấy chắc anh sẽ đoán em có biên thư cho anh có trông không hả anh yêu thương của em tối thứ bảy không làm gì chỉ móc võng nằm sớm nghĩ không biết giờ phút này thì anh đang làm gì hay là nghĩ về em đến chủ nhật em lại đến viện thăm anh san sáng từ nhà đi cứ nghĩ may chi ngày này anh việt long cùng em đi đến viện đúng bảy giờ em và hải đi viện thăm cả anh hạnh nữa đến khoảng gành đá gần sản xuất có một đoàn khoảng bốn người họ đánh cá em và hải bắt hôi cũng được một cân vậy mà không may ướt đến cổ thế coi như quần áo như con mèo vào sản xuất lại gặp anh hạnh ra chơi em và hải nấu cơm ăn coi như ăn cơm trưa tại đây cá đưa anh hạnh đem về cho anh san em về nhà quần áo ớn quá em không vào viện anh long yêu của em xa anh bao nỗi niềm thương nhớ chỉ mong ngày gần nhất bên anh bữa nay còn giận em hết hả anh phóng viên ơi như tất cả nỗi lòng em đã nói với anh. Dù xa anh, nơi tận miền Duyên Hải, song tim anh và em vẫn cùng nhịp đập. Không một giây phút nào em không nghĩ đến anh của em, và còn một nỗi lo là lo cho anh yếu khi thời tiết thay đổi. Cứ nghĩ từ ngày em yêu anh, chưa có gì mà chiều theo ý muốn của anh cả. Thôi để dành nhé khi nào có điều kiện gần thì em sẽ chiều khi đau ốm buồn da diết lương tâm anh của đời em em vẫn biết anh rất tha thiết yêu em và thương yêu hiểu hết nỗi khổ của đời em và đã đạp vào trông gai như thế nếu sau này ta đã trở thành vợ chồng thì ơn ấy không gì sánh bằng đâu anh ạ à. ơn cao bể rộng đất dài ơn anh của em sánh như là núi thái sơn nhé anh của em còn về sức khỏe từ ngày xa anh em vẫn khỏe như xưa dạo này trời mưa khỏi phải da nắng nên lại trắng gần bằng thời kỳ dốc voi môi son da trắng chỉ tội người hơi to không giống hồi dốc voi còn cuộc sống ở đây tất cả sự việc như hồi anh còn ở nhà không có gì thay đổi nhiều lúc em nghĩ dại hay hồi ấy yêu anh để im đừng báo cáo tổ chức để phản cho người ấy một trận cho biết mặt kẻo tức quá thư biên cho anh khá dài xong chưa hết hẹn thư sau em biên tiếp cho anh nhé thế lâu nay có nhận thư của bố mẹ không anh đức và các em không khi nào biên thư cho bố mẹ các em cho em gửi lời thăm gia đình có được không cuối cùng chỉ mong anh khỏe, em vui nhất. Hôn anh rất nhiều. Tái bút. Qua anh, em gửi lời kính thăm anh Phấn, anh Hường, anh Huệ, Phú, cùng tất cả gia đình anh nhé. Em bận không biên kịp thư. Hẹn dịp sau. Thư gửi Ngân. Ngày 10 tháng 6. Thúy Ngân, em vô cùng thương yêu của anh có người ở chỗ em ra anh mong được nhận thư em như là mong gặp em khi không có thư anh thất vọng và buồn chẳng khác nào khi đi tìm em mà không gặp biết rằng em đang trên đường công tác gặp lụt chưa về nhà được anh rất lo cho em thương em vất vả nhiều những lời tâm tình này có làm vơi được chút nào nỗi khó nhọc của em hay không trời cứ mưa mãi thôi những con sông chảy quanh nơi anh ở nước dâng cao đỏ ngầu chảy cuồn cuộn nhìn dòng sông hung dữ anh lại nhớ đến sông trường êm ả à, trong ngày chủ nhật mà chúng mình ra chụp ảnh với nhau em có nhớ ngày hôm ấy không đó là một ngày thật đẹp trời trong sáng sông phẳng lặng em ngoan ngoãn và lòng anh thì rào rạt tình yêu còn bây giờ sông trường cũng hung tợn lắm phải không em và em chắc trong lòng cũng không tránh khỏi những cơn sóng gió. Em hãy nhớ lấy câu mà người đời vẫn gian nhau nhé. Sông sâu chớ lội, đò đầy chớ qua. Nói chung, trong cuộc đời thì phải như thế đấy. Và nói cụ thể, trong mùa mưa này, em càng phải cẩn thận đừng lội sông lội suối ẩu, mà nước cuốn mất thì khổ anh lắm đấy bây giờ anh nói về anh cho em yên tâm nhé anh rất khỏe em ạ à. ăn ngủ đều khỏe không có gì tỏ ra là muốn sốt cả công việc kiến thiết chỗ ở đã xong chỉ còn một số việc vặt thôi và lo chuyển lương thực về dự trữ hồi này công tác chuyên môn bận anh ít có thời gian tham gia vào các việc khác nói chung anh vẫn cứ làm việc theo nếp ở trong ấy ngày tối đều làm ít có thời gian rảnh. Và khi rảnh thì lại nghĩ đến em. Ra đây, anh bất đi cái sung sướng của ngày Chủ nhật là đi thăm em. Thay vào đó là công việc, nếu không làm chuyên môn thì cũng dọn dẹp vệ sinh trồng rau cho nguôi nỗi nhớ em. Mới đây, chỗ anh có làm được một bàn bóng bàn. Lúc rỗi anh hay chơi nên người cũng thoải mái và vui thêm một chút các anh chị trong gia đình ta cũng khỏe vui hay hỏi đến em. Từ hồi tháng 8 đến nay, anh không nhận được thư gia đình. Chắc là do mưa lụt, đường đi lại trở ngại nên thư không vào được. Em thương yêu của anh có nhớ anh nhiều không? Thư này là lá thư thứ ba anh viết cho em kể từ lúc xa em đó nhé. Vậy mà anh chưa nhận được thư nào của em cả thiệt thòi quá nhỉ. Em phải bù cho anh một trăm cái hôn đó nhá. Em có nhận được thư của ba và cô Lương không? Có lẽ nên nói chuyện cho gia đình biết dần đi em mà. Không nên giữ kín làm gì nữa. Chắc là em vẫn khỏe. Còn công tác và sinh hoạt ra sao? Có nhiều khó khăn không? Em đừng nên bi quan nhé. Anh có thể nói với em một cách chắc chắn rằng những khó khăn do những kẻ xấu cố tình gây ra để cản trở em sắp qua rồi em sẽ lại được sống trong sự công bằng và giúp đỡ của mọi người lúc ấy con đường đi của em sẽ rộng rãi hơn và nếu em thật sự nỗ lực phấn đấu thì sẽ đạt được mục đích của mình thúy ngân yêu dấu của anh ơi lắm lúc anh chỉ muốn gọi em là vợ thôi Chẳng muốn gọi là em, bởi vì gọi làm vợ thì mới biểu hiện ra được rõ tình sâu nghĩa nặng của mình. Em có muốn như vậy không? Em có tin rằng chúng ta sẽ sống với nhau hạnh phúc không? Chắc là tin chứ ngân nhẹ. Em có nhận được thư của anh Bản không? Anh nghe nói anh ấy muốn tìm cách đến thăm em đấy. Còn anh Minh, Trinh thì thế nào? mọi việc tùy ở em mong rằng em biết cách giải quyết đúng đắn theo lời anh đã khuyên em thương yêu của anh có lẽ chưa bao giờ anh nghĩ nhiều về tình yêu hạnh phúc như thời gian mà anh yêu em và được em yêu em có biết anh mong muốn những gì ở người yêu của anh không điều trước hết là lòng chung thủy đó em ạ à anh nghĩ rằng bất kỳ một người đứng đắn nào cũng đều mong muốn như vậy anh nghĩ rằng trong cuộc sống riêng tư người hạnh phúc nhất sung sướng nhất là người chỉ yêu một người và được một người yêu muốn thế nhiều khi phải biết tước bỏ đi một số quan hệ với một số người khác phải biết từ chối thẳng thắn tình yêu của họ có khi việc từ chối ấy đem lại sự phiền phức hoặc không vui cho mình, xong vẫn cứ phải từ chối. Thế mà trong cuộc đời anh biết có những người không nghĩ thế. Có cô gái tỏ ra thích thú tự hào khi được nhiều người đặt vấn đề yêu. Do vậy, cô ta không từ chối tình yêu của ai cả. Cô ta chấp nhận sự ve vuốt của tất cả. Xong thực chất cô ta lại không yêu ai cô ta cảm thấy rằng nếu cô ta chính thức yêu một người từ chối tình yêu của những người khác thì cô ta sẽ trở nên nghèo nàn cô độc cô ta cứ phung phí tuổi xuân của mình trong thứ tình cảm rộng rãi đó và rồi tuổi xuân qua đi giật mình quay lại muốn xây dựng một tình yêu chân chính thì đã muộn rồi lại có cô gái có người yêu hẳn hoi yêu người yêu tha thiết nhưng đồng thời vẫn cứ cảm mến những chàng trai khác, không phản đối tình yêu của họ. Trái lại còn vui thích mà đón nhận nó, coi đó là một sự giàu sang về tình cảm. Anh nghĩ rằng nếu sống với quan điểm ấy, nhất định sẽ không có hạnh phúc. Nếu anh là một cô gái đã có nghỉ yêu thì khi một người con trai khác đã biết thế mà vẫn cứ lao vào yêu anh, vẫn viết thư tán tỉnh anh, thì không những anh không vui thú mà anh còn xấu hổ vì bị xúc phạm và anh thấy căm giận chính con người đã yêu mình một cách mù quáng ấy trước đây em đã có lần nói với anh về những gương xấu cần tránh ví dụ sự tan vỡ trong tình yêu của chị toàn và anh xin em đừng nhìn đơn thuần về hình thức mà nói rằng do sự chênh lệch nào đó mà anh xin chê chị toàn thực ra anh ấy chê chị ấy vì chị ấy đã yêu anh ấy Xong lại rất dễ dãi với những thanh niên khác quan hệ với những thanh niên khác chẳng khác nào với người yêu của mình vậy thì anh ấy phải bỏ chứ còn cách nào khác em thương yêu của anh thư đã dài rồi anh tạm dừng bút nhé cho anh gửi lời thăm anh hạnh hải thôi thanh mong thư em và những lời tâm tình của em hôn em nhiều và tha thiết như anh đã hôn em anh của em